Ủa, rồi bây giờ em đổ lỗi cho chị đó hả? Chị nể tình em á, là em của Bảo Dung, cho nên chị mới tạo điều kiện cho em. Sao rồi chị? Được không chị? Đợt hàng lần này em làm á, chị cảm thấy không ưng ý một cái nào hết. Dạ, chị không có vừa ý chất liệu hay là kiểu dáng hả chị? Chị không biết. Chắc là kiểu dáng đó. Nhưng mà những cái kiểu này là chị đã xem và duyệt cho em rồi mà. Ủa vậy hả? Vậy thì chắc là chất liệu đó. Nè, em coi nè. Chị lại quên rồi, chất liệu này là do hai chị em mình đã đi lựa và chị đã chọn đó. Nói chung là chị không có biết, mà tự nhiên chị mặc cho chị cảm thấy là không có thoải mái. Em làm sao đó thì làm đi. Dạ, em biết rồi. Vậy để em sửa lại. Nhưng mà chị giúp em nói rõ cho em biết là chị không thích chỗ nào được không chị? Trời ơi, chị đã nói là chị không có biết. Em hỏi chị hoài làm sao mà chị biết, em làm thì em biết chứ. Nhưng thực ra khách quan mà nói, em thấy chị mặc cái bộ đồ này đẹp lắm mà. Chị cứ nói không thích chung chung như vậy, em đâu có biết sửa chỗ nào đâu. Ủa, rồi bây giờ em đổ lỗi cho chị đó hả? Chị nể tình em á, là em của Bảo Dung, cho nên chị mới tạo điều kiện cho em. Bây giờ em mới làm cho chị một cái live show đầu tiên là chị thành công. Bây giờ qua tới đợt live show thứ hai, một cái là em đã không nghe lời chị như vậy rồi. Dạ, em không có ý đó đâu chị. Tại vì em lúng túng, em chưa có hiểu ý chị muốn gì á. À, thôi thôi dẹp đi. Tại vì hôm nay tâm trạng của chị không vui, cho nên chị mặc cái gì chị cũng thấy không đẹp hết á. Wow, tuyệt vời, đẹp quá vậy. Trời ơi, Trang Anh, cô mà mặc vào những bộ đồ này rất là xì tin cho cái live show của cô lần này. Ai thiết kế vậy? Thì vẫn là chàng trai trẻ thiết kế đồ cho em ở live show đầu tiên đó, Bảo Minh. Bảo Minh. Tốt, tốt lắm, rất có mắt thẩm mỹ. Bảo Minh à, nay mai công ty của tôi sẽ mở rộng cho các ca sĩ. Cậu nhớ làm tốt, tôi sẽ cần đến tài năng của cậu đó. Dạ, em cảm ơn anh. Trang Anh, nhanh lên đi, anh có hẹn với tôi đi đánh golf á. Tôi đi cũng muốn em đi chung cho vui đó nha. Em biết rồi, Tony có nói với em mà, anh đi trước đi. Rồi, nhớ nha. Thôi, không cần phải sửa gì nữa đâu. Chắc là tại vì tâm trạng của chị không vui cho nên chị như vậy thôi. Giám đốc đã khen em rồi thì chắc là ổn. Em về lo hoàn thiện những mẫu còn lại cho chị nha. Dạ.